Tập 9 sao hả? Đùa với tôi phải không? Tên này muốn kiếm chuyện ở chỗ Hồ gia, tao cho mày chết. Tôi muốn ăn chủ chùa thì sao? Tôi nói các người biết, tôi với ông chủ Hồ gia lắm các người là anh em đó. Kiều đấy ra đây. Tử Kiện, sao anh biết hôm nay em không đi học vậy? Bởi vì anh biết coi bói. Nói xạo, nhất định là không phải anh tới thăm em rồi. Em đó, cứ như con sâu trong bụng, không có chuyện gì giấu được em. Anh có cây bút máy hư, muốn tìm Thu Nguyệt sửa giùm. Thu Nguyệt, cô ấy không còn ở nhà em nữa rồi. Sau khi cô ấy rời Đông Á, không có trở về nhà em sao? Không có. Ba anh vui qua người tốt còn hơn ba em nữa. Cô ấy là một tổ trưởng đứng quầy, thì làm gì có quyền quyết định giấu hàng Nhật chứ. Lần này Thu Nguyệt là chết thay rồi. Người anh em này, hôm nay Hồ Văn Lâm có việc phải ra ngoài, có chuyện gì cứ nói với tôi. Anh là cái thá gì hả? Tôi là giám đốc ở đây. A Tứ, má chú thuốc dân Nam Bạch tới đây. Dạ, Mã Lệ, đi rót hai ly trà. Tôi nói cho anh biết, nghe nói anh với Hồ Văn Lâm là bạn bè. Đúng vậy, chúng tôi không những là bạn bè mà còn là đồng hương nữa, anh có biết không? Chúng tôi lớn lên cùng với nhau. Tôi mới nghe lần đầu tiên. Đại gia làm biến nói với anh, mau tìm người băng bó chân cho tôi, rồi kêu chiếc xe kéo tính tất cả cho Hồ Văn Lâm. Không, vậy chút nữa nếu Hồ Văn Lâm hỏi tên tuổi của anh, tôi phải nói sao đây? Anh cứ nói là đại đồ đệ của cô Trúc Hiền, Cố Sư Gia Giang Bắc đi. Anh cũng là người quê đó sao? Vậy dám hỏi anh thân phận gì? Tôi nói cho anh biết thân phận của tôi lớn lắm. Vậy tôi phải gọi anh là Tổ Sư Gia rồi. Dẹp dẹp dẹp. Nó tóm lại anh là ai hả? Hỏi đông hỏi tây, anh là cái thá gì chứ? Tại hạ tên Hồ Văn Lâm. Hồ Văn Lâm, anh đừng có đùa với tôi. Nếu tôi đùa với anh thì giờ anh làm mồi cho cá sống hoàng phố rồi. Bút này bị hư ở đâu? Ngòi bút bị hư. Ngòi bút sao lại thành ra như vậy chứ? Anh làm rơi xuống đất à? Không có. Hôm đó ở tòa soạn, có người nói chúng ta đốt hàng Nhật là phá hoại kinh tế. Anh tranh cãi với người ta, đúc đóng giận, làm kỹ đầu bút. Tử Kiện, anh kích động quá rồi. Vậy em nói xem hành động đốt hàng Nhật của chúng ta là đúng hay sai? Em thì không sao hết. Sao lại không sao hết? Đây là chuyện liên quan tới hưng vong của dân tộc. Giờ chuyện lớn mà em đang đợi là thi lên đại học. Ba em nói rồi, chỉ cần em đồng ý thì sẽ đưa em ra nước ngoài du học. Tới lúc đó hai chúng ta cùng du học nước ngoài đi. Phi Nhi, chúng ta nên quan tâm quốc gia của mình. Sau này dù em đi du học ở đâu, nếu đất nước của em bị diệt vong, em có cảm thấy hạnh phúc không? Hay là nói tổ quốc của em không còn nữa, em có vui vẻ không? Vậy chúng ta làm người dân thường thì có thể làm gì đây? Phi Nhi, người xưa nói tôn vong của đất nước, thường dân cũng có trách nhiệm. Hoặc của đất nước chúng ta đang từng bước tới gần. Nếu người Trung Quốc chúng ta đều tê liệt mất cảm giác, thì quốc gia của chúng ta, cách cả dân tộc bị diệt vong không còn xa đâu. Hay là lần sau mọi người đốt hàng Nhật, em cũng tham gia nữa. Thật ra mấu chốt không phải tham gia hay không tham gia, mà là nhớ chúng ta là người Trung Quốc, chúng ta phải nghĩ về đất nước. Em hiểu rồi. Hồ gia tôi sai rồi, tôi lại anh Hồ gia. Tôi đừng, tôi còn chưa chết đâu, anh đừng bao giờ quỳ lại tôi. Không phải Hồ gia tôi, ngồi xuống. Nói, anh là ai?
tôi mới từ Giang Bắc. Người ta hay gọi tên là chốc đầu, không có tên tuổi gì. Mấy hôm nay tôi cờ bạc, thiếu nợ người ta. Tôi biết tai mắt anh có khắp nơi, nên tới nương tựa anh. Anh dây vào quan lại mới tới nương nhờ tôi. Còn mạo nhận là đại đồ đệ của Cố Tứ gia, chỉ vì vào cái này tôi tiễn anh đến Giang Bắc chết 800 lần rồi. Tha cho tôi đi, tôi lập công chuộc tội được không? Nếu anh thật sự có thể làm gì đó thì chúng ta xí xóa nợ nần. Cảm ơn Hồ gia. Sau này tôi sẽ theo anh lăn lộn. Xử lý vết thương rồi hãy đi. Được. Bác à, cảm ơn nhiều. Được cái sáu. Bác à, hay là để con luyện tập tay nghề. Được. Nào, bác nghỉ ngơi uống nước đi. Hoành Thánh đây, Hoành Thánh nóng hổi đây, lại đây nếm thử đi. Anh sao vậy? Hoành Thánh, Hoành Thánh nóng hổi đi. Hay là chúng ta đổi tìm sữa bút khác đi. Thôi thì như vậy, anh đưa cho em. Em mang đi sữa cho. Đại tiểu thư, sao cô lại tới đây? Tới thăm cô. Dạo này cô sao rồi? Tôi rất khỏe. Đây, cô xem thử đi. Đây không phải là bút của Lý tiên sinh sao? Đúng vậy, cho nên tôi mới tìm cô sửa. Vậy sao nãy không đến? Bận thì bận, cũng phải có thời gian sửa bút, đúng không? Tại sao vậy? Bà nấy đuổi cô ra khỏi Đông Á. Anh ấy ngại, không dám tới gặp cô. Nhìn kia. Làm việc cô nói với Lý tiên sinh, tôi bị đuổi khỏi Đông Á. Trong lòng tôi không có trách anh ấy chút nào. Thật đó, có chuyện gì đâu. Mà hai người đều vậy cả. Như vậy không có tốt đâu. Chuyện đã qua rồi thì thôi đi. Được rồi, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại Thu Nguyệt, bye bye. Tử Kiệt, đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Đi. Tự kiện, hai người cũng giống nhau thật. Anh ngại không gặp Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cũng cảm thấy có lỗi với anh. Thật ra không phải là anh không muốn gặp cô ấy, mà là anh không biết phải lấy bộ mặt nào đi gặp cô ấy. Ngoài ra anh cảm thấy áy náy vì ba đuổi việc cô ấy. Tệ hơn là anh không biết làm sao để cứu vãn tất cả. Thật ra Thu Nguyệt cũng giống em, là những cô gái ngây thơ đơn thuần. Chẳng qua cô ấy cho là Đông Á sẽ cho cô ấy chén cơm, nên không thể dương mắt nhìn Đông Á bị tổn thất. Nhưng không ngờ lại làm người thế tội cho người khác. Giờ sao nữa vậy? Anh đã cảm thấy sẽ có lỗi với Thu Nguyệt, mà không biết phải làm sao giúp cô. Được rồi, giờ Thu Nguyệt đã có công việc, anh đừng lo lắng cho cô ấy nữa. Cô là người ở đây à? Phải. Xin hỏi tiên sinh có cần tôi giúp gì không? Làm phiền cô giặt mấy bộ đồ giùm tôi, sáng mai đưa qua cho tôi. Nhưng mà chị Dư không có đây, tôi không dám. Nói cho cô ấy là tôi kêu được rồi. Tôi tên là Koji Ono. Koji Ono. Đây là danh thiếp của tôi. Trên đây có tên của tôi. Dạ. Nhờ cô đó. Chị Dư. Ê,
ở đây không được giặt quần áo của mình. Đây là của một bác sĩ đưa tới. Anh ấy nói sáng mai cần dùng. Bác sĩ nào? Tên là gì? Anh ấy nói tên mình là Koji Uno. Tôi nói chị không có ở đây, tôi không dám nhận quần áo của anh ấy. Nhưng anh ấy nói là chị biết. Thật là. Xin hỏi bác sĩ, cô chị Uno ở đâu vậy? Ở bên kia. Cô quẹo phải. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Là cô à? Mời vào. Bác sĩ, đồ của anh đã giặt xong rồi. Anh cầm lấy đi. Bác sĩ, anh thật xin lỗi. Bút máy của anh chỗ sửa bút không tìm được linh kiện thích hợp, nên đành phải mang về lại cho anh. Không sao, cảm ơn. Không có gì, tôi đi đây. Tạm biệt. Của cô đây, cảm ơn. Bác sĩ, nhà tôi sửa bút máy. Anh có thể cho tôi xem cái bút này để xem có thể sửa được không? Vậy thì tốt quá. Nhờ cô đó. Đừng khách sáo. Chị Dư, Thu Nguyệt, đây là tiền giặt đồ bác sĩ cô Chi đưa tôi. Tôi giao cho chị. Cô làm cái gì vậy? Công việc này là chị giao cho tôi. Tôi làm như vậy là nên mà. Cầm lấy. Cầm lấy đi, không được. Tôi cứ cầm thì cầm đi. Cầm lấy đi, Thu Nguyệt, cố gắng làm đi. Dạ. Đây là khai trương buôn bán à? Đỗ Thu Nguyệt bác à? Các người muốn làm gì? Lão già không phải việc của ông. Cút cho tôi. Đỗ Thu Nguyệt, cứ già ba ngày cô dọn nhà, tính chờ trốn tìm tôi sao? Không có. Tôi không có. Không có. Cô tưởng tôi không biết cô bị Đông Á đuổi việc sao? Cô trốn đông trốn tây thì chỉ bằng trở về làm việc cho chúng tôi đi. Chị Cang vẫn luôn nhớ tới cô. Tiền tháng này vài ngày nữa tôi trả cho các người. Trả tiền? Cô trả nổi chắc? Nếu hôm nay không trả tiền thì đi theo tôi đi. Đi, đừng đừng các vị. Các vị, nợ tiền thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Vì xin các vị giơ cao đánh khẽ, vô duyên vài ngày. Tới lúc đó cô ấy nhất định trả cho các người. Tôi xin các vị, lão già chết tiệt liên quan gì ông, cút đi. Bác Hà, bút của tôi. Bác Hà, đi. Anh làm gì vậy? Cô đi theo tôi. Buông ra, lại đây. Bút của tôi, vậy thôi. Cô bỏ dao xuống cho tôi, anh đừng qua đây. Bỏ dao xuống, tôi không bỏ. Tôi nói cô biết, bỏ dao xuống, tôi không bỏ. Các người dừng tay. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, cô tới rồi. Cô là ai? Tôi là con gái của ông chủ Ích Tân. Anh muốn làm gì? Đại tiểu thư Nghiêm gia, Đỗ Thu Nguyệt. Đừng tưởng cô quen biết gia người có tiền thì tôi sợ cô. Nếu hôm nay cô không trả tiền thì mà tôi tới tiếp. Tôi bắt cô phải trả bằng được. Đi, đi. Bác Hà, bác Hà, bác có sao không? Đâu rồi? Thu Nguyệt, cái bút của Lý tiên sinh sửa xong rồi, nhưng không biết ném đâu mất rồi. Bỏ đi, một cái bút thôi mà, đừng tìm nữa. Họ là người của kỷ diện hả? Thu Nguyệt, tôi thấy như vậy không được đâu. Tôi khuyên cô hay là rời khỏi Thượng Hải đi. Tôi không cần. Tại sao? Cô đã giúp tôi nhiều lần rồi, tôi không muốn phiền cô nữa. Đây là lộ phí gì nhà, tạm thời không thể về được. Thật ngại quá, làm cô mất công tới đây. Đợi tìm được bút Lý tiên sinh, tôi sẽ đưa qua cho cô. Một cái bút thôi mà, Thu Nguyệt. Cô mau đi đi, đi đi. Cô đi đi, nhanh lên. Đi đi.
Mời. Mời chú Thẩm yên tâm đi. Giờ vị trí thai rất bình thường. Và hai còn trẻ, sức khỏe tốt. Đứa bé sẽ khỏe mạnh thôi. Nhưng tôi không biết là bé trai hay bé gái. Thế Bạch Tường thì là con trai. Nhưng mà bây giờ tôi không dám đảm bảo với bà được. Được, mời. Thẩm tiên sinh, bây giờ nên sắp xếp việc sinh nở của Mận Hai được rồi. Chúng tôi đã tìm được bà đỡ giỏi rồi. Tôi thấy hai các người tìm bệnh viện Tây đi. Tây y an toàn hơn. Đây là ý của người lớn trong nhà. Chúng tôi không nghe không được. Thẩm tiên sinh, nên lấy chuyện mẹ trò con Dung làm trọng. Thẩm tiên sinh, tôi xin phép. A Tú, tiện đại phu đi. Anh. Em hiểu anh muốn nói gì. Chuyện tới bệnh viện, anh nghĩ cũng được có nghĩ. Nhưng bác à, có chuyện gì xảy ra vậy? Tu Nguyệt, đám người của Nhị Thuần lại tới nữa phải không? Thu Nguyệt à, Nghiêm đại tiểu thư nói đúng đó. Hay là các người về quê đi. Sao hả? Các người muốn để lão già này mất cả mạng hay sao? Họ sẽ không tha cho cô đâu. Lần sau họ tìm đến sẽ không đơn giản như thế này đâu. Cường Tử, không phải cậu luôn muốn về quê sao? Phải. Nhưng nếu chúng tôi đi rồi, bác phải tính làm sao? Họ có tha cho bác không? Cậu đúng là trượng nghĩa mà. Yên tâm đi, tôi chỉ có bộ xương già, họ không ép ra được miếng nước nào đâu. Cậu yên tâm đi. Như vậy đi, Thu Nguyệt, em về trước. Anh ở với bác Hà thêm mấy ngày, đợi sóng gió qua rồi anh mới về. Vậy em cũng không thể về được. Có gì mà không thể về? Thượng Hải này có gì tốt đâu chứ. Em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bác Hà. Nếu chúng ta đi rồi, Xuân Hoa tính làm sao? Anh đã nói nhiều lần rồi, Xuân Hoa còn có anh. Thu Nguyệt, cô phải biết lúc nào nên lùi tiến. Không phải người xưa thường nói ở lại rừng xanh sợ gì không có củi đốt? Tôi biết cô lo đám thổ phỉ dưới quê, nhưng tôi cảm thấy thổ phỉ dưới quê đỡ hơn thổ phỉ ở Thượng Hải. Ngày nào cũng tới làm phiền cô. Nghe lời tôi đi, được không? Được không? Bác, bác ạ, chỗ tôi có chút tiền. Nào, con không lấy đâu, cho cô, cho cô làm lộ phí. Con không lấy đâu, cầm lấy, con không lấy. Cầm lấy. Cuối cùng thì sự việc đi đến nước này. Nếu tiếp tục ở lại Thượng Hải thì chỉ mang lại rắc rối cho những người đã giúp đỡ mình thôi. Sao tôi có thể có lỗi với những người đối xử tốt với tôi như bác Hà? Hôm nay tôi tới làm phiền mọi người là vì cảm kích ơn cứu mạng của bà chủ với đại tiểu thư. Thật không ngờ cô phải đi như vậy. Thật ra ở Thượng Hải cô cũng có thể có chỗ đứng. Bà chủ, đây là bút máy mà đại tiểu thư nhờ sửa ở chỗ bác Hà, là phiền bà chủ đưa cho cô ấy.
Tôi nguyện xin phép. Bác Hà, một mình bác ở nhà giữ giữ sức khỏe. Có gì thì viết thư cho chúng tôi. Cường Tử, Cường Tử, nào nào. Bác Hà, Thu Nguyệt có nhà không? Có, mời vào. Sao mọi người lại tới đây? Tử Tiện nó coi sửa xong bút máy cho anh ấy, nên nhất định đến tiễn cô. Tôi không biết anh sẽ đến Đông Á tiêu quỷ hàng Nhật thật đó. Thu Nguyệt, thật ra tôi cũng biết cô gì muốn tốt cho Đông Á. Các người muốn đi thì đi cho sớm, đi sớm sẽ tốt hơn. Các người đi thật hả? Anh Lý, Phi Nhi tiểu thư, hai người giữ sức khỏe. Đi thôi. Đứng lại. Đi đâu đây? Muốn trốn à? Tôn Hồ Tử có thể thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ không? Chị Càng đã đoán ra từ lâu. Trước sau gì các người cũng sẽ bỏ trốn. Anh muốn làm gì? Cường Tử, tôi nói anh biết. Tôi biết anh có bản lĩnh, nên hôm nay tôi dẫn theo mấy anh em. Người nào người nấy sức dài da rộng, biết điều thì để chúng tôi đi. Đi. Đi đâu? Tất cả các người có thể đi, nhưng Đỗ Thu Nguyệt không được đi. Thu Nguyệt, sao mà thối quá vậy? Ai xì hơi? Tên lâu la kỹ diện mà dám ở đây ngang tàng phách lối. Có bản lĩnh tới đây. Nào, tới đây, tới đây. Cường Tử, tôi nói anh biết, lại đây. Tôi không có bản lĩnh, nhưng anh em tôi dẫn theo không phải kẻ ăn chay. Lên. Làm gì vậy? Thử động vào tôi đi. Các người muốn làm gì? Ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên cướp người, còn dương pháp hay không? Dương pháp. Nào, tôi cho anh xem cái này. Giấy vay nợ. Thu Nguyệt, Đỗ Thu Nguyệt đã ký tên. Không sao đâu, Thu Nguyệt. Tại sao cô lại viết giấy nợ cho hắn? Là họ đã ép tôi ký vào giấy nợ. Nhìn kỹ đi, giấy trắng mực đen, tôi không có lừa các người đâu. Cô ấy nợ các người bao nhiêu tiền? 300 đồng đại dương. Anh nói bậy, tôi đã trả anh 48 đồng rồi. Đúng, đã trả rồi. Nhưng hôm nay tôi mời những anh em tới đây thì phải tính phí lên đầu cô. Anh thử đi. Lên. Được rồi, đợi đã. Nếu cô ấy nợ các người thì tôi trả giùm cô ấy. 3 ngày sau các người tới đây lấy. Có phải như vậy các người sẽ tha cho Thu Nguyệt không? Anh là ai vậy? Anh ta là đại công tử của ông chủ Đông Á. Lý đại công tử, thất kính, thất kính. Được rồi, như Lý đại công tử đã nói thì tôi nể mặt anh. 3 ngày sau chuẩn bị 300 đồng đại dương, thiếu 1 đồng, tới lúc đó đừng trách tôi không khách sáo. Đi, đi. Anh Tử Kiện, 3 ngày anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sẽ có cách thôi. Bà Thẩm nói xung quanh cô nương sắp sinh rồi, không tiện gặp khách. Cô nói với bà ấy chưa? Tôi là anh trai. Xung quanh cô nương có nói cô ấy nghe theo mợ chủ. Vậy ý cô là sao? Ý cô là ngay cả anh trai nó cũng không được gặp. Cậu có mợ hai tới à? A Tú, mà đi pha trà đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Tôi tìm Xuân Hoa. Tới thăm Xuân Hoa. Cô ấy sắp sinh rồi, yên tâm đi, có tôi chăm sóc. Tôi tìm nó có chuyện gấp. Có chuyện gì đợi sinh con xong hãy nói có được không? Nhìn bộ dạng này, e là tới mượn tiền rồi. Nhà ta có núi vàng núi bạc cũng lấp không đầy nổi. Người xưa nói đúng,
Có cứu cũng không cứu nghèo. Anh đã nói đi cắt tóc với em mà, sao tự nhiên lại không đi nữa? Anh chưa gom đủ 300 đồng đại dương. Anh chưa mượn được 300 đồng đại dương sao? Bên cạnh anh có rất nhiều công tử, tìm ra một người là được thôi. Làm gì mà sốt ruột vậy? Mấy người bọn họ, ai cũng coi tiền như mạng. Đặc biệt là nghe nói anh không có về Đông Á làm, thì càng không cho anh mượn tiền. Đúng là khó khăn. Tôi nghe Trương Mạn Lệ nói họ muốn đưa Phi Nhi đi du học. Du học? Ý tưởng này rất hay. Nếu Tử Kiện không muốn làm việc ở Đông Á, tôi thì cho hai đứa nó ra nước ngoài hết đi. Ra nước ngoài, nó sẽ biết sự quan trọng của đồng tiền. Nói không chừng nó còn muốn quay về Đông Á nữa. Anh chỉ vì Thu Nguyệt, còn chuyện hứa với em thì anh không muốn đi. Phi Nhi, chúng ta làm việc gì cũng phải phân nặng nhẹ. Em cắt tóc là phải chuyện lớn lao gì? Em kêu Tử Ngọc đi với em đi. Thu Nguyệt chỉ là một cô gái nhà quê, làm gì tốt với cô ấy dữ vậy? Gái nhà quê thì sao? Gái nhà quê thì không đáng để chúng ta tôn trọng mà. Hơn nữa anh thấy gái nhà quê còn trưởng thành hơn đại tiểu thư như em đó. Làm việc hiểu chuyện cũng hơn em. Anh vì một cô gái nhà quê mà nói chuyện với em như vậy. Chúng ta phải nghĩ cách gì đó đi. Cái tính thối của Tử Kiện sớm muộn gì cũng chọc Phi Nhi đi mất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Đông Á, mời. Phi Nhi sắp tốt nghiệp rồi. Đúng vậy, ăn đi. Được. Phi Nhi với Tử Kiện không còn nhỏ nữa. Tôi thấy hai đứa nó cũng hợp với nhau lắm. Đúng vậy, Phi Nhi nhà chúng tôi thật sự rất thích Tử Kiện. Nhưng giờ nó còn đang đi học, tuổi còn rất nhỏ. Nào nào nào, ăn đi ăn đi. Nhỏ gì mà nhỏ, gái lớn lấy chồng. Chúng ta làm trưởng bối cũng nên sắp xếp cho chúng đi. Đúng vậy. Anh Hưng Đạt, thứ lỗi tôi nói thẳng. Tử Kiện tư tưởng tiến bộ, thích phê phán vấn đề thời sự. Anh thấy đó, giờ tư tưởng của nó dường như bỏ xa suy nghĩ thành lập gia thất. Dạo trước không phải còn thiêu quỷ hành vật sao? Nếu cứ phát triển như vậy thì rất nguy hiểm. Nghiêm lão đệ, tuổi trẻ có hơi nhiệt huyết, rất khó tránh. Nhưng tiểu tử này nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi không thể ngủ ngon được. Cho nên tôi muốn nó bỏ văn chương theo kinh doanh vào Đông Á. Hay đó. Tử Kiện có thể vào Đông Á thì chuyện Phi Nhi với Tử Kiện đính hôn tôi không có ý kiến. Vậy thì tốt. Nào nào nào, ăn đi. Được. Tối qua Tử Kiện về lúc nào? Sao vẫn còn chưa dậy? Tối qua nửa đêm mới về. Chút nữa xuống đó. Em nói xem Nghiêm Hồng Sinh này có sao quỷ quá không? Ban đầu chúng ta tính để con gái hắn giữ chân Tử Kiện, giờ thì hay rồi. Tử Kiện không phải Đông Á thì hắn không gả Phi Nhi. Chút nữa Tử Kiện xuống, anh nói chuyện với nó từ từ thôi. Được rồi. Anh, em đã tìm bạn học họ Mạnh mượn tiền rồi. Anh ấy biết anh mượn nên không cho mượn. Anh ấy còn nói phải liên kết các công tử ở Thượng Hải lại không cho anh mượn tiền. Bạn học của anh xấu quá đi. Chuyện tiền bạc anh sẽ tự nghĩ cách. Một đứa con gái dẹp đừng lộ mặt mượn tiền làm gì. Nhưng mình đâu còn cách nào khác. Hay là anh mượn ba đi. Em cảm thấy ba sẽ cho anh mượn nhiều tiền như vậy không? Được rồi, ăn cơm thôi. Ba, mẹ. Dậy rồi à? Chào ba mẹ. Tử Ngọc ngồi đi.
Ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ. Tử Kỳ, con đã ăn nhiều vào. Con cảm thấy Phi Nhi thế nào? Rất là tốt. Con đó không còn nhỏ nữa. Tử Kỳ, bà thấy hay mình tìm ngày tốt tổ chức hôn sự cho con với Phi Nhi. Ba, bây giờ con chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân. Được rồi, cảm ơn. Tử Kỳ, ba còn chỉ muốn tốt cho con. Mẹ, mẹ đừng hồ theo ba. Ba, mẹ, sau này hai người đừng ép con lấy chồng đó. Còn đó, suốt ngày giả làm con trai, công tử nào mà dám lấy con? Chưa tới lượt con đâu. Ba, ăn sáng đi, mau ăn đi. Dị Thuần, hắn trốn mất thì tính sao? Không sao, hắn chạy thoát khỏi Thượng Hải đâu. Đi. Bác à, bút máy của người Nhật đó, bác đã sửa xong chưa? Không phải bị họ đập hư rồi sao? Cái này phải làm sao? Phải làm sao đây? Phải làm sao chứ? Bác xem thử đi, để tôi làm cho. Nè, làm gì vậy? Mặt anh đổ nhiều mồ hôi. Được rồi, anh đó em biết. Đám người Diệp Thuận ngày nào cũng đi theo anh hết. Anh sợ chuyện này tránh không được đâu. Vậy tính sao? Còn có thể làm sao? Theo anh thấy thì theo Hồ Văn Lâm đi. Không được. Có gì mà không được? Theo ai cũng được, nhưng theo Hồ Văn Lâm thì không được. Hắn là người xấu. Anh chỉ mượn chút tiền, phải theo hắn làm chuyện xấu. Vậy thì chưa chắc. Lên tuyệt giặc rồi, làm sao mà xuống được? Vậy phải làm sao? Thời hạn 3 ngày tới rồi, Lý tiên sinh tới giờ còn chưa lộ mặt. Anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài đi dạo. Đây đây đây. Được rồi. Cường tử tới rồi. Nghĩ kỹ rồi à? Tôi về trong đây. Nhớ trong chừng đó. Hồ gia, cường tử tới rồi. Hồ gia, anh xem, anh xem. Người anh em kéo xe tới rồi. Anh đừng mỉa mai tôi mà. Hồi trước là cường tử không hiểu chuyện, anh đừng để trong lòng. Giờ cậu thiếu tiền nên tới tìm tôi. Cậu xem tôi là tiền trang hay là nơi để lượm rác? Hồi trước tôi thấy tân thủ của cậu không tệ, kêu cậu đến cậu không đến. Giờ cậu muốn đến thì phải có chút thành ý chứ. Hồ gia, lần này tôi đến rất có thành ý. Cậu tưởng tôi không biết hả? Cậu vì 300 đồng đại dương sao? Cường tử, nếu tôi nói không đúng thì cậu cứ ở lại. Nếu như tôi nói đúng thì cậu cút đi. Sao lại đắc tội với Hồ gia hả? Tử Kiền, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì? Nói tôi nghe thử. Cậu nói danh cũng vô ích thôi. Phi Nhi, em tìm anh có việc gì? Anh xem, đây là số tiền anh cần đó.
Em lấy tiền ở đâu ra mà nhiều vậy? Em mừng của mẹ. Em về nhà suy nghĩ lại. Tử Kiền, hôm đó là em không đúng. Em không nên nổi giận với anh. Không nên nói thua Nguyệt. Tiền này là mẹ em cho mượn thật à? Phải. Vậy được, anh sẽ tới nhà em nói tiếng cảm ơn. Tử Kiền, anh đừng đi mà. Tử Kiền, Phi Nhi, em không nên nói dối. Em nói thật cho anh biết, rốt cuộc tiền này ở đâu ra? Em lấy cắp trong nhà. Tử Kiện tới rồi à? Bác trai, ngồi đi, ngồi đi. Lúc nào thì con đến Đông Á làm gì? Con sẽ không về Đông Á. Con không về Đông Á. Dạ. Bác trai, hôm nay con đến là đặc biệt gửi lời xin lỗi tới hai người. Xin lỗi. Chẳng qua cãi nhau và câu với Phi Nhi, từ từ sẽ làm hòa thôi mà. Cần gì phải xin lỗi hai bác? Đúng đó. Ý con là chi phí 300 đồng đại dương này, hôm nay con đến là để trả lại cho hai bác. Chi phiếu gì? Đây là chủ ý của con, không liên quan gì Tử Kiện. Mẹ, con với Tử Kiện cãi nhau, sợ anh ấy mặc kệ con. Mà anh ấy lại đang cần tiền gấp. Dù sao hai người cũng từng hay nói, trong nhà cần dùng gì cứ tự nhiên lấy, có đúng không mẹ? Con cần nhiều tiền như vậy làm gì? Con dạo trước có chút chuyện xảy ra nên nợ tòa soạn. Ba, vậy bây giờ con mở miệng mượn tiền ba có được không? Phi Nhi, con nói chuyện với ba từ từ thôi. 300 đồng đại dương này không là gì hết. Với quan hệ của nhà họ Lý với nhà họ Nghiêm thì đừng nói 300 đồng, mà 3.000 đồng cũng không gọi là nhiều đâu. Ba, ba đồng ý rồi sao? Nhưng ba không thể cho mượn được. Nếu ba cho Tử Kỳ mượn số tiền này rồi, ba cậu ấy sẽ nhìn ba như thế nào? Bác và ba con quen biết nhiều năm, ba con là người như thế nào? Ba con xem mặt mũi quan trọng hơn cái gì hết. Ông ấy luôn có một tâm nguyện, chính là hy vọng con có thể về Đông Á giúp cho ông ấy. Giờ bác cho con mượn tiền, cản trở con đường con trở về Đông Á làm việc, nhất định ba con sẽ hận chú suốt đời. Cho nên là bác không thể cho con mượn được. Ba, là lỗi của con. Ba nên giữ với anh ấy làm gì chứ? Con hiểu cái gì? Ba chỉ muốn tốt cho Tử Kiện mà thôi. Tử Kiện có lý tưởng, có tiền đồ, nhưng tòa soạn không phải là nơi cho con dụng võ. Con nghĩ kỹ đi, con nợ nhiều tiền như vậy thì về Đông Á đi. Đông Á. Con tới đây làm gì? Có gì thì con cứ nói đi. Con muốn về Đông Á làm việc. Thật sao? Nhưng con có một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần cậu chịu về Đông Á thì điều kiện gì chủ tịch cũng đồng ý hết. Vậy thì chưa chắc. Nếu nó tâm huyết trào dân muốn làm chủ tịch, tôi cũng đồng ý sao? Không đâu. Ba, điều kiện của con về Đông Á làm việc là con muốn ứng trước 3 tháng tiền lương. Cái này không phù hợp với điều kiện công ty. Tiền lương xưa nay được phát theo tháng,